Thành phố Đà Lạt vốn nổi tiếng là thành phố ngàn hoa nên thu hút đông đảo du khách yêu hoa và yêu thiên nhiên. Rất nhiều sự kiện được tổ chức ở địa phương này nhằm quảng bá thêm hình ảnh, trong đó phải kể đến mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ hai sẽ được tổ chức trong tháng 11 tới và hoàn toàn miễn phí với du khách. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đồng ý cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương tổ chức mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 nhằm giới thiệu, Thiên nhiên tươi đẹp của cao nguyên Lang Biang với bài bản bốn phương. Việc tổ chức mùa hội cần chú trọng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa địa phương, tạo điều kiện để nhân dân và du khách tham quan đồi cỏ hồng miễn phí. Đây là lần thứ hai huyện Lạc Dương tổ chức mùa hội cỏ hồng và nếu thời tiết thuận lợi thì chương trình diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm 2018 tại khu vực hồ Đan Kia Suối Vàng. Trong khuôn khổ mùa hội sẽ có các chương trình như tổ chức không gian lãng mạn phục vụ du khách tham quan, chụp hình lưu niệm trên đồi cỏ hồng tự nhiên tổ chức giải đua ngựa không yên truyền thống của người đồng bào dân tộc bản dốc bản gốc tây nguyên triển lãm ảnh nghệ thuật cỏ hồng